Mong ước của tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Hồi nhỏ thì đi học, thanh niên thì lo làm ăn, giờ già rồi nên làm tổng thống thôi. Tưởng rằng sẽ không bao giờ được đi bar nữa. Hôm nay vừa lên chức là có kẹo thơm đi quẩy ở Nail Night Club nhân dịp khai trương liền hả? Mọi người có đồng ý lập team để đi chung với tôi hay không? Rất tuyệt vời. Tuyệt vời hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Thật là không thể tin được. Đúng ngày 22 tháng 11 là ngày Shop Opening. Còn ngày 1 tháng 12 á, là chơi lớn luôn. Grand Opening mà. Vừa được coi Trịnh Đình Quang hát hit mới, lại được xem hai em Hot Girl DJ Jessica và Hot Girl DJ Đinh Tuyền biểu diễn nữa. Coi phê. Lên là lên, lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà. Đúng rồi. Rất là văn minh mà. Chú Rô rủ anh thì chú nói sơ về bên đó coi. Mau chóng nói máy livestream với chú Rô. Thằng nào bao thì chắc chắn sẽ biết qua về dịch vụ bên đó. Theo thông tin Rô biết á, là Nail Night Club nằm trong khu vực tổ hợp giải trí Marina, ngay trung tâm khu lấn biển Rạch Giá. Thức ăn đồ uống á, theo phương châm ngon, bổ mà rẻ nữa. Dàn âm thanh cực đã, quẩy là lên luôn. Không gian thì sang trọng, cực là thích. Đội ngũ nhân viên cực chuyên nghiệp. Cái này Rô rất là chịu. Nghe nói cũng hấp dẫn quá. Hôm đó nhất định anh sẽ ghé chơi trước chú. Cái này đặc biệt nữa nè, là bất cứ ai tổ chức sinh nhật chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân là sẽ được tặng bia theo số tuổi. Hoặc không thích á thì tặng 300 lon bia cho nguyên tháng sinh nhật. Vãi luôn. Hoặc là còn được giảm phần trăm theo số tuổi nữa chứ. Ngon, tao nhớ là hôm đó sinh nhật mày đã vô. Mẹo hay cho các bạn là kiếm đứa nào có sinh nhật dắt nó đi nha. Bạn tốt, tao tin tưởng ở mày. Hôm đó mày khỏi cần đi chung, để đám tụi tao lo. Ok, bạn tốt. Nail Night Club Rạch Giá.